Kinh Lương Hoàng Sám, quyển thứ 2, chương thứ 5, Phát Nguyện. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã được cùng nhau phát đại bồ đề tâm rồi, vui mừng vô lượng. Bây giờ nên phát đại nguyện như sau này, và nhất tâm tha thiết đầu thành đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Chiên Đàn Khố Trang Nghiêm Thắng Phật, Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật, Nam mô Thiện Ý Phật, Nam mô Quảng Trang Nghiêm Dương Phật, Nam mô Kim Hoa Quang Phật, Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Dương Phật, Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật, Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Dương Phật, Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật, Nam mô Bất Động Trí Quang Phật, Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Dương Phật, Nam mô Tài Quang Minh Phật, Nam mô Trí Huệ Thắng Phật, Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật, Nam mô Dược Dương Bồ Tát, Nam mô Dược Thượng Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Nguyện xin Tam Bảo đem sức bất khả tư nghị lực gia tâm che chở cho chúng con có những thệ nguyện gì đều được thành tựu. Chúng con sinh ra ở đâu thường cũng không quên mất các lời nguyện hôm nay, và được viên mãn vô thượng bồ đề thành đẳng chánh giác. Chúng con từ nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi thường tưởng nhớ sự phát tâm bồ đề, khiến tâm bồ đề tương tục không đoạn. Đệ tử chúng con từ nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi thường được phụng sự vô lượng vô biên hết thảy Đức Phật, thường được cúng dường chư Phật, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ. Đệ tử chúng con từ nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi thường được hộ trì hết thảy kinh điển Đại Thừa Phương Đẳng, lễ phẩm cúng dường kinh điển đều được đầy đủ. Đệ tử chúng con từ nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi thường gặp được hết thảy mười phương vô lượng vô biên chư vị Bồ Tát, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ. Đệ tử chúng con từ nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi thường gặp được hết thảy mười phương vô lượng vô biên hiền thánh, lễ phẩm cúng dường đều được đầy đủ. Đệ tử chúng con từ nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi thường được phụng dưỡng báo bổ ơn sâu của cha mẹ, muốn dâng cúng gì cũng không thiếu. Đệ tử chúng con từ nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi cũng thường gặp được hết thảy chư vị hòa thượng A Xà Lê, và muốn dâng cúng gì cũng có đầy đủ tùy tâm sở nguyện. Đệ tử chúng con từ nay trở đi nguyện xin đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi thường được cung phụng và gặp gỡ hết thảy vị quốc chủ có đại thế lực cùng với chúng con hưng hiển Tam Bảo, làm cho Phật Pháp không đoạn tuyệt. Đệ tử chúng con từ nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi thường được trang nghiêm cõi nước của chư Phật. Các cõi ấy không có những danh từ tam ác bát nạn. Đệ tử chúng con từ nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi bốn vô ngại trí, sáu sức thần thông hằng được hiện tiền, thường không quên mất, dùng để giáo hóa hết thảy chúng sanh. Chúng con cùng nhau nhất tâm thống thiết năm dốc sát đất đảnh lễ quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Thế Tịnh Quang Phật,
Nam Mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Dương Phật. Nam Mô Long Chưởng Thượng Tôn Dương Phật. Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Phật. Nam Mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật. Nam Mô Huệ Tràng Thắng Dương Phật. Nam Mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Dương Phật. Nam Mô Diệu Âm Thắng Phật. Nam Mô Thường Quang Tràng Phật. Nam Mô Quang Thế Đăng Phật. Nam Mô Huệ Oai Đăng Dương Phật. Nam Mô Pháp Thắng Dương Phật. Nam Mô Tu Di Quang Phật. Nam Mô Tu Mana Hoa Quang Phật. Nam Mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Dương Phật. Nam Mô Đại Huệ Lực Dương Phật. Nam Mô A Xúc Tỳ Quang Hỷ Quang Phật. Nam Mô Vô Lượng Âm Thanh Dương Phật. Nam Mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Dương Phật. Nam Mô Đại Thông Quang Phật. Nam Mô Tài Quang Phật. Nam Mô Kim Hải Quang Phật. Nam Mô Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Dương Phật. Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam Mô Phổ Hiền Dương Bồ Tát. Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới, hết thảy tam bảo, nguyện xin nhờ sức oai đức từ bi của chư Phật, chư Đại Bồ Tát và hết thảy hiền thánh tăng, khiến chúng con sanh ra nơi nào, những thệ nguyện đã phát ra đều được tùy tâm tự tại. Đệ tử chúng con từ nay trở đi lại nguyện xin đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi, nếu có chúng sanh nào thấy xác thân của chúng con liền được giải thoát. Nếu chúng con vào địa ngục, hết thảy địa ngục đều biến thành tịnh độ, hết thảy khổ não biến thành an vui, khiến các chúng sanh sáu căn thanh tịnh, thân tâm an lạc, vui như ở đệ tam thuyền, dứt sạch nghi ngờ, phát sơ vô lậu huệ. Đệ tử chúng con từ nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi, nếu có chúng sanh nào nghe được âm thanh của chúng con, tâm liền được an ổn, diệt trừ tội cấu, được đà la ni, giải thoát tam muội, đầy đủ đại nhẫn, biện tài vô cùng, vào pháp dân địa, thành bậc chánh giác. Đệ tử chúng con từ nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi, hết thảy chúng sanh nghe được tên chúng con, thảy đều hoan hỷ như được việc chưa từng có. Nếu chúng con đến tam đồ thì tam đồ dứt hết khổ não. Nếu chúng con ở các cõi trời, cõi người thì các cõi ấy dứt hết các pháp hữu lậu, đến đâu cũng được tự do, không có gì ràng buộc, thảy đều được giải thoát. Đệ tử chúng con từ nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi, đối với hết thảy chúng sanh không có tâm cho và lấy, không có tưởng oán và thân, đoạn trừ tham sân si là ba gốc độc ác, lìa ngã và ngã sở, tin ưa pháp đại thừa, đồng tu hành từ bi hòa hiệp với hết thảy như các thánh chúng. Đệ tử chúng con từ nay trở đi nguyện đời đời kiếp kiếp cùng khắp mọi nơi, đối với hết thảy chúng sanh tâm thường bình đẳng như hư không, khen chê không đồng lòng, oán thân như nhau, đi sâu vào tâm địa rộng lớn, học trí huệ chư Phật, xem chúng sanh đều như La Hầu La, đầy đủ nghiệp thập trú, xa lìa tâm chấp có, xả bỏ tâm chấp không, thường tu theo trung đạo. Cùng nhau chí tâm một lòng tha thiết, đầu thành đảnh lễ, quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam Mô Di Lặc Phật. Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bảo Hải Phật. Nam Mô Bảo Anh Phật. Nam Mô Bảo Thành Phật.
Nam Mô Bảo Quang Phật, Nam Mô Bảo Tràng Phan Phật, Nam Mô Bảo Quang Minh Phật, Nam Mô A Xuất Phật, Nam Mô Đại Quang Minh Phật, Nam Mô Vô Lượng Âm Phật, Nam Mô Đại Danh Xưng Phật, Nam Mô Đắc Đại An Ổn Phật, Nam Mô Chánh Âm Thanh Phật, Nam Mô Vô Hạn Tịnh Phật, Nam Mô Vô Hạn Danh Xưng Phật, Nam Mô Nhật Nguyệt Quang Minh Phật, Nam Mô Vô Cấu Quang Phật, Nam Mô Tịnh Quang Phật, Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát, Nam Mô Hư Không Tạng Bồ Tát, Nam Mô Vô Biên Thân Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy mười phương tận hư không giới hết thải tam bảo. Chúng con nguyện xin nhờ công đức nhân duyên phát nguyện sám hối hôm nay mà bốn loài chúng sanh trong sáu đường từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật tu đạo Bồ Tát không biết mỏi mệt nhàm chán, tài thí không cùng, pháp thí không tận, trí huệ phương tiện làm gì cũng được, tùy căn cơ của chúng sanh cho uống thuốc pháp, người thấy người nghe đều được giải thoát. Đệ tử chúng con lại nguyện xin từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật tu đạo Bồ Tát không bị các chướng nạn trở ngại. Chúng con đến đâu cũng thường kiến lập đạo tràng, làm các đại Phật sự, tâm được tự tại, pháp được tự tại, hay vào được hết thảy các môn thiền định, mở cửa tổng trì, rõ bãi Phật quả, ở pháp dân địa, dưới nước cam lồ, trừ bốn ma oán cho các chúng sanh, khiến các chúng sanh được pháp thân thanh tịnh, nhiệm màu. Đệ tử chúng con xin có bao nhiêu thệ nguyện, nguyện nào cũng như nguyện của mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát đã phát ra trong lúc tu hành, rộng lớn như pháp tánh, cứu cánh như hư không. Đệ tử chúng con xin đều được như sở nguyện mãn Bồ Đề nguyện. Nguyện cho hết thảy chúng sanh đều theo đó, đều được như sở nguyện. Nguyện xin mười phương hết thảy chư Phật, hết thảy chư Bồ Tát và hết thảy thánh hiền đều đem sức từ bi hiện tiền chứng giám cho chúng con. Lại nguyện xin cho chúng sinh hết thảy thiên chủ, hết thảy tiên chủ, hết thảy thiện thần, hết thảy long thần đem từ thiện căn lực vì ủng hộ tam bảo mà hiện tiền chứng giám cho chúng con, khiến chúng con hết thảy hạnh nguyện đều được viên mãn tùy theo ý muốn. Kinh Lương Hoằng Sám, quyển thứ 2, chương thứ 5, phát nguyện hết. Quyển thứ 2, chương thứ 6, phát tâm hồi hướng. Ngày nay đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã phát Bồ Đề tâm rồi, đã phát đại thệ nguyện rồi, bây giờ lại nên phát tâm hồi hướng. Cùng nhau chí thành đảnh lễ, nhất tâm tha thiết, năm dốc sát đất, quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Nhật Quang Phật, Nam mô Vô Lượng Bảo Phật, Nam mô Liên Hoa Tối Tôn Phật, Nam mô Thân Tôn Phật, Nam mô Kim Quang Phật, Nam mô Phạm Tự Tại Vương Phật, Nam mô Kim Quang Minh Phật, Nam mô Kim Hải Phật, Nam mô Long Tự Tại Vương Phật, Nam mô Thọ Vương Phật, Nam mô Nhất Thế Hoa Hương Tự Tại Vương Phật, Nam mô Võng Mãnh Chấp Trì Lao Trượng Khí Xả Chiến Đấu Phật, Nam mô Nội Phong Châu Quang Phật, Nam mô Vô Lượng Hương Quang Minh Phật, Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Nam mô Diệu Âm Bồ Tát, Nam mô Vô Biên Thân Bồ Tát,
Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Lại quy y như vậy, mười phương tận hư không giới hết thảy Tam Bảo. Nguyện xin Tam Bảo đem sức từ bi hiện tiền chứng giám cho chúng con. Chúng con quá khứ đã khởi ra bao nhiêu thiện nghiệp, hiện tại đang khởi ra bao nhiêu thiện nghiệp, và vị lai sẽ khởi ra bao nhiêu thiện nghiệp, hoặc nhiều, hoặc ít, hoặc khinh, hoặc trọng, thải đều hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong bốn loài, sáu đường, làm cho các chúng sanh ấy đều được đại đạo tâm, không hướng về nhị thừa, không hướng về ba cõi, cùng nhau hướng về vô thượng bồ đề. Lại nguyện xin cho tất cả chúng sanh ấy đã khởi ra bao nhiêu thiện nghiệp, hoặc quá khứ, hoặc hiện tại, hoặc vị lai, đều không hướng về nhị thừa, đều không hướng về ba cõi, mà cùng nhau hướng về vô thượng bồ đề. Ngày nay, đại chúng đồng nghiệp trong đạo tràng đã cùng phát tâm bồ đề rồi, đã phát đại thệ nguyện rồi, đã phát tâm hồi hướng rồi, rộng lớn như pháp tánh, cứu cánh như hư không. Hết thảy chư Phật, chư Đại Bồ Tát, cùng chư vị thánh hiền quá khứ, hiện tại và vị lai đều chứng minh cho chúng con. Chúng con lại chí thành đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con phát tâm, phát nguyện việc ấy đã rồi, vui mừng vô lượng. Nay chúng con lại chí tâm đầu thành đảnh lễ thế cho quốc chủ, nhân dân, phụ mẫu, sư trưởng, bà con nhiều đời, quyến thuộc nhiều kiếp, thiện ác tri thức, chư thiên, chư tiên, hộ thế tứ dương, chủ thiện phạt ác, thủ hộ trì chú, nhũ phương long dương, long thần, bát bộ hết thải linh kỳ, quá khứ, hiện tại, cùng vị lai, hết thải người oán, kẻ thân và không phải oán thân, hết thải chúng sanh trong bốn loài, sáu đường mà quy y thế gian đại từ bi phụ. Nam mô Di Lặc Phật, Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Sư Tử Hưởng Phật, Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Võng Lực Phật, Nam mô Quá Khứ Kim Trú Phật, Nam mô Cổ Âm Dương Phật, Nam mô Nhật Nguyệt Anh Phật, Nam mô Siêu Xuất Chúng Hoa Phật, Nam mô Thế Đăng Minh Phật, Nam mô Hưu Đa Dị Ninh Phật, Nam mô Bảo Luân Phật, Nam mô Thường Diệt Độ Phật, Nam mô Tịnh Giác Phật, Nam mô Vô Lượng Bảo Hoa Minh Phật, Nam mô Tu Di Bộ Phật, Nam mô Bảo Liên Hoa Phật, Nam mô Nhất Thế Chúng Bảo Phổ Tập Phật, Nam mô Pháp Luân Chúng Bảo Phổ Tập Phong Doanh Phật, Nam mô Thọ Dương Phong Trường Phật, Nam mô Di Nhiễu Đặc Tôn Đức Tịnh Phật, Nam mô Vô Cấu Quang Phật, Nam mô Nhật Quang Phật. Và quy y kính lễ quá khứ vô số kiếp chư Phật Đại Sư Hải Đức Như Lai, kính lễ vô lượng vô biên tận hư không giới vô sanh pháp thân Bồ Tát, kính lễ vô lượng vô biên tận hư không giới vô lậu sắc thân Bồ Tát, kính lễ vô lượng vô biên tận hư không giới phát tâm Bồ Tát, kính lễ Hưng Chánh Pháp Mã Minh Đại Sư Bồ Tát, kính lễ Hưng Tượng Pháp Long Thọ Đại Sư Bồ Tát, kính lễ mười phương tận hư không giới vô biên thân Bồ Tát, kính lễ mười phương tận hư không giới cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Tán thán Phật và chú niệm: Đại Thánh Thế Tôn uy nghiêm rực rỡ, thần trí nhiệm màu lớn hơn các thánh, thân khắp lục đạo,
thể cùng mười phương đảnh có nhục kế, tráng tỏa hào quang, mặt như trăng tròn, thân vàng sắc đẹp, nghi dung đỉnh đạt, đi đứng khoan thai, oai vang pháp giới, ma quân kinh hoàng, tam đạt sáng tỏa, chúng tà tiềm tàng, thấy ác liền cứu, tế khổ tư lương, độ thoát sanh tử, sẵn có từ hàng, nên hiệu Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn, độ chúng vô lượng, diệt khổ sanh tử. Chúng con nguyện xin nhờ công đức nhân duyên pháp tâm này mà quốc chủ hiện tại và gia thân quyến thuộc của người từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật quên mình vì đạo như Tát Đà Bà Luân Bồ Tát, Đại Bi Diệt Tội như Hư Không Tạng Bồ Tát, hay ở xa nghe pháp như Lưu Ly Quang Bồ Tát, hay khéo giải đáp vấn nạn như Vô Câu Tạng Bồ Tát. Lại nguyện xin cho đệ tử chúng con thân sanh phụ mẫu, nhiều kiếp bà con xa gần nội ngoại, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, biến thân ra giữa hư không thế giới như Ngài Vô Biên Thân Bồ Tát, có đủ 10 công đức như Ngài Cao Quý Đức Dương Bồ Tát, nghe pháp sanh tâm vui mừng như Ngài Vô Quý Bồ Tát. Lại nguyện xin các hòa thượng, A Xà Lê, những bà con đồng tu, đồng học, thượng, trung, hạ tòa, hết thảy tri thức của chúng con, từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật, mọi người đều được phép vô úy như Ngài Sư Tử Vương Bồ Tát, giáo hóa được ảnh hưởng lớn như Ngài Bảo Tích Bồ Tát, nghe tiếng liền cứu khổ như Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, hay khéo thưa thỉnh giáo pháp như Ngài Đại Ca Diếp Bồ Tát. Lại nguyện xin những người xuất gia, tại gia, tín thí đàn diệt, thiện ác tri thức và quyến thuộc của các người ấy từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật cởi mở ngay được nguy ách như Ngài Cứu Thoát Bồ Tát, tướng mạo trang nghiêm như Ngài Văn Thù Bồ Tát, hay xả nghiệp chướng như Ngài Khí Ấm Cái Bồ Tát, hiến tối hậu cúng như Ngài Thuần Đà Bồ Tát. Lại nguyện xin chư thiên, chư tiên, hộ thế tứ dương, thông minh chánh trực, thiên địa hư không, chủ thiện phạt ác, thủ hộ trì chú, ngũ phương long dương, long thần bát bộ, u hiển linh kỳ và bà con quyến thuộc của các vị ấy từ nay trở đi cho đến ngày thành Phật có lòng đại từ che khắp chúng sanh như Ngài A Dật Đa Bồ Tát, tinh tấn hộ pháp như Ngài Bất Hư Bồ Tát, ở xa mà chứng minh cho sự độc tụng như Ngài Phổ Hiền Bồ Tát, vì Phật Pháp mà thiêu thân như Ngài Dược Dương Bồ Tát. Lại nguyện xin hết thảy chúng sanh và quyến thuộc của các chúng sanh, hoặc oán, hoặc thân, hay không phải oán thân trong 4 loài, 6 đường, cùng khắp 10 phương, từ nay trở đi cho đến ngày thành đạo, tâm không ái nhiễm như Ngài Ly Ý Nữ Bồ Tát, nói lời nhiệm màu khôn khéo như lời của Thắng Mang Phu Nhân, tu hành tinh tấn như Đức Thích Ca Văn, có thiện nguyện lớn như Phật Vô Lượng Thọ, có oai thần như các thiên dương, bất khả tư nghị như Ngài Duy Ma Cật, thành tựu hết thảy chúng sanh, trang nghiêm hết thảy Phật độ. Nguyện xin mười phương tận hư không giới, vô lượng vô biên chư Phật, chư Đại Bồ Tát và hết thảy hiền thánh đều đem lòng từ bi, đồng gia tâm che chở,
phù hộ cứu vớt chúng con và chúng sanh, cho chúng con được mãn nguyện, tính tâm được kiên cố, phước đức ngày một cao dài, có từ tâm nuôi dưỡng chúng sanh như nuôi đứa con một, khiến các chúng sanh ấy được bốn vô lượng tâm, sáu ba la mật, thập thọ tu thiền, tam nguyện đầy đủ, móng tâm liền được thấy Phật như bà Thắng Mang phu nhân, hết thải hạnh nguyện hoàn toàn thành tựu, đồng như chư Phật, đồng đến đạo tràng, thành bậc chánh giác. Từ bi đạo tràng sám pháp, quyển thứ hai. Hết.